Chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Sau khi sát hại bạn gái tuổi mới lớn, sư hổ mang đã lạnh lùng đeo chiếc bùa vào trong cổ của nạn nhân nhằm mục đích, dù cho gia đình của nạn nhân có đi cầu hồn cũng không biết được sự thật này. Tuy nhiên, giấy không thể gói được lửa, cuối cùng thì sự thật cũng đã bị phanh phui. Chi tiết vụ án như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng theo dõi. Tháng 9, người dân ở tỉnh Trà Vinh cứ tầm 5 tầm 3 bàn về sự mất tích bí ẩn của Ngân, nữ sinh học lớp 12 hệ bổ túc. Lần cuối cùng mọi người gặp Ngân là vào khoảng 21 giờ ngày 13 tháng 9 tại tiệm internet gần nhà. Một số người bạn chơi chung nhóm với Ngân cho biết khi đang chơi thì Ngân nhận được điện thoại của bạn trai, sau đó bỏ đi luôn. Sáng hôm sau, người thân Ngân thức dậy không thấy con gái đâu, liền hô hào anh em họ hàng đi kiếm khắp nơi, tìm kiếm nhưng không có kết quả. Đến ngày 1 tháng 10, gia đình quyết định trình báo sự việc lên công an vì không thể tìm thấy Ngân. Nhận được tin báo, công an tỉnh Trà Vinh vào cuộc điều tra. Trong quá trình xuống địa bàn tìm hiểu thông tin, các trinh sát nhận được thông báo từ người dân sống ở khu vực ấp Dòng Chùa, xã Phương Thạch, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh về việc phát hiện xe máy biển số 84D1-16117 cùng một giỏ sách nữ và mũ bảo hiểm được che giấu kỹ càng. Công an xác định tài sản đó thuộc về nữ sinh Ngân. Qua điều tra các mối quan hệ của nữ sinh này, công an tỉnh Trà Vinh phát hiện Kim Sophia, sinh năm 1989, ngụ ấp Cổ Tháp B, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh là đối tượng có nhiều điểm khả nghi nhất. Phi chính là bạn trai của Ngân. Ngày 17 tháng 10, Phi được công an mời đến trụ sở làm việc. Trước khi xảy ra vụ án, Kim Sophia đang là nhà sư tại chùa Sâm Rong Ết. Trong quá trình tu đạo, nhận thấy Phi có nhiều biểu hiện tốt, nhà chùa đã cho lên thành phố Trà Vinh học lớp bổ túc văn hóa. Nhận tưởng sau khi học về, anh ta sẽ làm rạng danh nhà chùa. Tuy nhiên, khi vừa bước chân lên thành phố, Phi nhanh chóng sa vào lưới tình. Thấy Ngân xinh đẹp, Phi ngày đêm thương nhớ, bỏ hết ngoài tai những chân lý nhà Phật. Tình yêu của sư thầy và cô gái trẻ ngày càng mặn nồng. Nhiều lần Ngân còn về nhà, chùa nơi Phi tu hành để thăm người yêu. Tuy nhiên, sau một thời gian, sư bỗng thấy hối hận, muốn chia tay để quay về con đường tu hành. Thế nhưng, Ngân lại nghe tin, gần đây Phi có quen một cô gái khác nên lạnh nhạt với mình, chứ không phải anh ta muốn quay lại con đường tu hành. Sau đó, cô hẹn gặp nhau, thủ sẵn con dao trong người với ý định sẽ xử bạn trai nếu đó là sự thật. Khi Kim Sophia bị bắt giữ vì tội danh giết người, gia đình và mọi người xung quanh mới tá hỏa. Từ trước đến nay, thanh niên này có tiếng là hiền lành, nghe lời, chưa có bất kỳ tai tiếng gì. Các sư thầy trong chùa khen Phia có lòng mộ đạo cao. Được mời về cơ quan điều tra làm việc, Sophia thừa nhận có tình cảm với cô bạn cùng lớp nhưng chưa thừa nhận mình là kẻ sát nhân. Sophia còn tỏ ra buồn bã vì sự mất tích của người yêu và hờn trách cô gái vì nghi ngờ khiến hai người thường xuyên cãi vã. Thế nhưng, mọi biểu hiện của kẻ tình nghi không qua được ánh mắt của trinh sát. Nhiều câu hỏi bất ngờ về chiếc xe máy của nạn nhân cùng với giỏ sách của nữ sinh với hình ảnh nhận dạng về thanh niên áo khoác trùm đầu được đưa ra khiến Sophia đuối lý phải khai nhận đã sát hại cô gái. Do bạn gái không chịu bỏ thai, lại phát hiện mình có quan hệ tình cảm với một cô gái khác nên đã dọa dẫm, tố cáo sự việc. Vì lo sợ Ngân phanh phui mọi chuyện nên đã nảy sinh ý đồ sát hại người yêu. Khi công an tra hỏi về nơi giấu thi thể của nạn nhân, Phi tỏ ra vô cùng nham hiểm. Hắn cố lấp liếm những tình tiết kinh hoàng bằng việc khai báo gian dối. Hắn khai, đêm ngày 14 tháng 9, hắn giả bộ rủ Ngân lên thành phố Hồ Chí Minh để trốn sang Campuchia cùng nhau xây dựng hạnh phúc. Trong lúc đi phà, Phi rủ Ngân ra phía sau nói chuyện, lợi dụng lúc không ai để ý, đã đẩy Ngân xuống sông. Từ lời khai của Phi, cơ quan điều tra điều động nhiều cano cùng người nhái và lực lượng cảnh sát đường thủy đến sông Cổ Chiên tìm kiếm thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, dù công an đã có nỗ lực thế nào cũng không phát hiện ra thi thể nạn nhân. Nghi ngờ lời khai của Phi có nhiều điều gian dối nên công an đã quay lại tiếp tục thẩm vấn. Cuối cùng, sau nhiều giờ đấu tranh, công an đã buộc Phi phải cúi đầu khai nhận chân tướng sự việc. Phi khai, sau khi sát hại người yêu đã chôn thi thể nạn nhân ở chùa Wat Sam Rong Gat, chùa người Khmer thuộc khóm 6, phường 8, thành phố Trà Vinh. 17 giờ ngày 21 tháng 10, công an tiến hành khai quật tử thi nạn nhân Ngân. Theo lời khai của Phi, trước khi sát hại Ngân, hắn gọi nạn nhân vào trong khuôn viên chùa cùng ăn xiên chiên. Tại thời điểm đó, Ngân đã yêu cầu Phi hoàn tục, đồng thời cấm cản hắn quen biết với người phụ nữ khác. Ngân đe dọa nếu Phi cố tình cấm sừng Ngân thì sẽ tung sự thật lên mạng xã hội Facebook để tất cả mọi người đều biết con người thật của Phi. Vì chuyện đó, giữa Phi và Ngân xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc tức giận, Phi đẩy mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đất rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân đến chết.
gây án xong, hắn kéo thi thể nạn nhân đi cách hiện trường 50m rồi bỏ thi thể vào trong bao. Tiếp đến, hắn đào một cái hố khoảng 1,2 mét để chôn xác nạn nhân. Kinh hoàng hơn, trước khi lấp đất phi tang, hắn làm một lá bùa rồi lạnh lùng treo vào cổ nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, Phi khai việc treo bùa vào cổ nạn nhân để đến khi gia đình đi cầu hồn thì nạn nhân cũng không thể nói chuyện được. Điều đó đồng nghĩa với việc tội ác của Phi sẽ không bị phanh phui. Để che giấu tội ác của mình, sau đó Phi còn trồng thêm một cái cây lên trên mộ nạn nhân. Xong xuôi mọi việc, Phi lấy xe của nạn nhân vượt 30 cây số sang huyện Trà Cú để qua đêm với một người bạn gái khác. Nói về cái chết đau đớn của con gái, bố Ngân cho biết, theo kết luận điều tra, con gái tôi chết do tắc nghẽn đường hô hấp. Ngoài ra, trên người con tôi có rất nhiều vết thương chí tử khác như nửa thân người phải bị đánh đập bầm dập, lõi xương cổ tay, xương gò má bị sụm xuống, mắt lòi ra. Tôi cam đoan con tôi đã bị hành hạ dã man trước khi chết. Chú Út nạn nhân chia sẻ, sinh con Ngân được vài ngày thì mẹ nó bỏ đi, lấy chồng khác và sang Mỹ định cư. Một mình cha nó phải làm đủ thứ nghề mới có tiền nuôi con. 6 năm trước, cha nó cũng đã qua Úc sinh sống để lại con nhỏ cho tôi nuôi. Dự tính 2 tháng nữa sẽ rước nó qua đoàn tụ, nhưng giờ không còn kịp nữa. Chuyện nó quen với nhà sư gia đình tôi không hề hay biết, bởi nó đi chơi suốt, nếu không tụi tôi cũng ra sức cấm cản rồi. Được biết, chị Ngân thường xuyên tâm sự cho bạn bè nghe về người yêu với vẻ hồ hởi, nhưng ai cũng cảm thấy xót thương khi chị sống trong tình yêu mù quáng. Sophia thường xuyên la mắng đánh đập chị. Nhiều người còn quả quyết, thực chất Sophia quen bạn gái chỉ để thỏa mãn nhu cầu xác thịt. Anh ta thường xuyên bắt Ngân phục vụ tình dục ở những nơi vắng vẻ như là chuồng bò, đống rơm. Sau 2 lần mang thai bị bạn trai bắt phá, Ngân vô cùng đau khổ, quyết định chấm dứt mối tình. Nhưng Sophia không chịu buông tha, tìm mọi cách để níu kéo người phụ nữ hay chiều chuộng lo lắng cho mình. Người nhà nạn nhân nghẹn ngào, nghe bạn bè kể con Ngân thương thằng đó lắm. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, để dành tiền mua quần áo đẹp, đồ ăn ngon cho thằng đó. Nếu không thương con Ngân, nó cũng phải nghĩ tới đứa con trong bụng. Đằng này, nó giết người quá nhẫn tâm, một sát hai mạng. Giờ chỉ mong sao, luật pháp xử đúng người đúng tội là tôi mãn nguyện rồi. Câu chuyện khiến người nghe phải rùng mình với kế hoạch giết bạn gái dã man của tên sát nhân. Và điều đáng kinh ngạc hơn nữa, kẻ giết người lại là người chốn thiền môn. Hành vi yểm bùa rồi chôn xác phi tang suốt 45 ngày của gã sư hổ mang đã cho thấy sự suy đồi và tàn độc về nhân tính. Ẩn sau vẻ ngoài hiền lành, ngoan đạo, tên Sa Tăng đội lớp nhà sư đã làm ra những chuyện tày trời không thể dung thứ. Để rồi, với bản án và hậu quả mà hắn phải gánh chịu, cũng không thể nào bù đắp được tội lỗi mà hắn đã gây ra. Từ đó cũng phần nào cảnh tỉnh chúng ta không nên nhìn vẻ ngoài để đánh giá một con người. Bởi lẽ, những giá trị tốt đẹp và đáng được công nhận thường chỉ có thể được đánh giá xác đáng nhất qua hành động mà người đó làm ra. Dù cho họ có dùng màu đẹp đẽ hay xuất thân cao quý, nhưng hành động và việc làm của những người này lại xấu xa, trái đạo đức thì giá trị cũng bằng không. Cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của khán giả. Đừng quên like, share, subscribe và click vào những tin tức mới nhất đến từ BNews các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!